Vâng, để bắt đầu cho bài học thứ nhất về sale thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những cái nội dung cơ bản nhất của sale là gì. Thì bài học thứ nhất tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đấy là 7 cái chủ đề tìm hiểu về sale và xem. Thì chúng ta có lẽ là đã nghe rất nhiều các cái thuật ngữ, những người ta nói là phải làm sale rồi phải làm xem như thế nào. Thì chúng ta sẽ học trong cái bài học này những cái nội dung như sau. Thứ nhất là tìm kiếm, hành vi marketing và bán hàng quan trọng. Tôi muốn các bạn hiểu và ghi nhớ điều đó, được chưa ạ? Thứ hai là tìm hiểu cái mô hình AIDA hay là mô hình ASDA. Đây là cái mô hình rất quan trọng trong cái hành vi, cái tâm lý của người mua hàng trực tuyến hiện nay, của cái thời đại Internet hiện nay. Nếu như không có thay đổi về mặt hành vi, về mặt tâm lý, về mặt suy nghĩ trong cái quá trình tìm kiếm các sản phẩm, trong cái quá trình tìm hiểu, thì có lẽ là cái công cụ sell hay còn gọi là xem thì cũng rất là khó có thể phát triển. Nhưng chính sự ra đời của các cái công cụ tìm kiếm cho nên đã xảy ra cái sự thay đổi rất lớn mạnh về mặt hành vi, ý thức và tâm lý của người tiêu dùng. Thứ ba là tôi muốn các bạn hiểu là sell là gì và làm sell là làm gì, đúng không ạ? Thứ tư là tôi muốn giới thiệu với các bạn ngắn gọn về SEM, S-E-M là gì. Thứ năm đấy là tôi sẽ giúp các bạn so sánh sell và AdWords. Và thứ sáu tôi muốn giải thích rằng là tại sao các bạn phải làm sell, đúng không ạ? Và thứ bảy là tôi muốn giới thiệu với các bạn sơ lược về công cụ Google, một trong những công cụ tìm kiếm tốt nhất trên thế giới hiện nay và cũng đứng số 1 tại thị trường Việt Nam. Đây là bài học thứ nhất, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có nhiều bài học như vậy, được chưa ạ? Vâng, để bắt đầu vào bài học thì tôi muốn giới thiệu với các bạn và muốn chào hỏi các bạn cẩn thận hơn nữa. Đó là gì? Các bạn đã chuẩn bị cho việc làm sale chưa ạ? Vâng, các bạn đã sẵn sàng cho việc học sale chưa ạ? Vâng, các bạn đã sẵn sàng đưa trang web của mình, đưa từ khóa của mình lên top chưa ạ? Nếu mà các bạn đã sẵn sàng thì hãy chuẩn bị máy tính, hãy chuẩn bị giấy vở, hãy chuẩn bị đặt các câu hỏi cho giảng viên. Chúng tôi, giảng viên Phan Anh và ekip sẽ chia sẻ, sẽ hướng dẫn, sẽ trả lời và giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn khi các bạn đang theo dõi cái chương trình này của chúng tôi, khi các bạn đang học cái chương trình đánh sale lên top, lên đỉnh cùng sale cùng với chúng tôi. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên, nội dung đầu tiên, phần 1.1. Tôi muốn giải thích với các anh chị về cái cơ chế tìm kiếm là cái hành vi marketing quan trọng và cái hành vi bán hàng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta, là người bán hàng, người làm thuê và đối với doanh nghiệp. Có đúng không ạ? Nếu như bạn là người bán hàng, bạn cũng cần phải làm sale để giúp cho khách hàng của mình tìm hiểu về sản phẩm, tìm hiểu về dịch vụ, tìm hiểu về giá bán, đúng không ạ? Tìm hiểu về người bán. À, các bạn học tôi, đúng không ạ? Tôi là người bán. Các bạn đã search là Phan Anh là ai, đúng không ạ? Các bạn đã search là sale là gì, làm sale là làm như thế nào. Các bạn tìm kiếm để các bạn biết thêm thông tin. Khi có thêm thông tin, các bạn sẽ ra quyết định dễ dàng hơn. Có đúng không ạ? Các bạn sẽ cập nhật, các bạn sẽ hiểu biết, các bạn sẽ có thêm các tri thức và các bạn sẽ ra quyết định, và nó làm thay đổi hành vi, thay đổi suy nghĩ của các bạn trong cái quá trình ra quyết định đầu tư kinh doanh hay là mua hàng hay là bất kể một cái lĩnh vực gì. Có đúng không ạ? Sale cũng giúp các bạn là gì ạ? Để tăng cái thứ hạng tìm kiếm lên, đúng không ạ? Và trong cái quá trình tìm kiếm ở đây thì cái khách hàng cũng như là người dùng Internet, người xa đã tìm hiểu về những cái khách hàng khác, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi muốn mua một cái sản phẩm là sữa cho con nhỏ để cho con tôi uống, tôi thí dụ như vậy, đúng không ạ? Thì tôi sẽ tìm hiểu về tất cả các loại sữa, sữa A, sữa B, sữa C. Sau đó tôi còn tìm hiểu về cái trải nghiệm của người dùng. Cái khách hàng Phan Anh này họ đánh giá như thế nào về sữa A, cái khách hàng là chị A, anh B này sẽ đánh giá như nào về cái sữa C. Các chị hiểu ý tôi không? Mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ ra quyết định mua hàng. Vậy thì nếu như mà bạn không có mặt ở trên công cụ tìm kiếm, tức là các bạn đang bỏ lỡ đi một lượng khách hàng vô cùng tiềm năng và dồi dào. Các chị hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Và người dùng sẽ tìm mọi thứ mà họ quan tâm, họ thích. Có thể thứ đấy họ biết, có thể thứ đấy họ không biết, có thể thứ đấy là gì ạ? Họ đang tìm kiếm mà họ cũng không biết rằng là nó có hay không và nó như thế nào.
Và bây giờ người ta nói rằng cái câu rất là vui là gì ạ? Dân ta thì phải biết xử ta, cái gì không biết thì tra Google. Và Google là một cái từ mà rất là khó để phát âm cũng như là để mà viết đúng cách đây vài năm. Nhưng bây giờ mọi người đều biết đọc đúng là G-O-O-G-L-E. Đọc khó, viết khó nhưng bây giờ mọi người đều biết. Mà Google là một danh từ riêng, nhưng bây giờ người ta dùng nó như một động từ. Người nước ngoài người ta dùng từ là Google it. Tức là gì? Mày hãy Google đi, mày hãy tìm kiếm đi, tại sao phải hỏi, đúng không ạ? Đấy, Google it. Thì cho tôi muốn giải thích cái điều đấy để cho các anh chị và các bạn hiểu rằng là cái tầm quan trọng của hành vi marketing và bán hàng, đấy là cái hành vi tìm kiếm của khách hàng. Nó nằm trong cái quy trình ra quyết định mua hàng của khách hàng. Người ta tìm hiểu rất nhiều, tìm hiểu mọi thứ, đúng không ạ? Như tôi nói đấy, sản phẩm, dịch vụ, giá bán, chất lượng, tìm hiểu về khách hàng, tìm hiểu về đối thủ, tìm hiểu về chính sách bán hàng, vân vân và vân vân. Người ta xem hình ảnh, người ta đọc bài viết, người ta xem video, vân vân, xem hết các thông tin để người ta ra quyết định. Đấy là tôi muốn nói về cái gọi là tìm kiếm, hành vi marketing và hành vi bán hàng rất quan trọng, được chưa ạ? Vì thế cho nên là chúng ta phải hiểu được và chúng ta phải ý thức được cái việc đó, thì chúng ta mới có động lực và chúng ta mới có cái nhận thức đúng đắn về việc là phải làm sale, được chưa ạ? Vâng, phần 1.2 thì tôi muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn cái mô hình AIDA. Đây là một cái mô hình viết tắt của những chữ tiếng Anh đầu tiên. Và với bất kỳ nào người nào học marketing online, làm sale hay làm AdWords đều biết về cái mô hình này. Mình có thể gọi cái mô hình này tiếng Việt là mô hình ái già cho nó vui, đúng không ạ? Mô hình ái già, xem là nó có cái gì. Thế thì đầu tiên, đây là cái anh chị nhìn thấy nó là một cái hình phễu, đúng không ạ? Đi từ trên xuống dưới. Và chữ A đầu tiên nó viết tắt của chữ là awareness. Tức là gì? Chúng ta nhận biết, chúng ta nhận thức, chúng ta tìm hiểu về cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Vâng, bây giờ là tôi muốn biết là trên thị trường nó có cái sản phẩm đấy không, có dịch vụ đấy không. Đấy là sự nhận biết. Khi một cái hãng người ta vào thị trường, người ta phải chi rất nhiều tiền, chi rất nhiều ngân sách để người ta sử dụng các kênh online marketing, các kênh offline marketing, các kênh truyền hình để người ta tiếp cận với khách hàng. Người ta quảng cáo bùng nổ, người ta viết bài báo chí PR, người ta sử dụng người nổi tiếng, mọi thứ để cho khách hàng biết rằng có sản phẩm đó, có thương hiệu đó ở trên đời. Đấy là mục tiêu về nhận biết, nhận thức, đúng không ạ? Vâng. Thứ hai, đấy là interest, tức là gì ạ? Chúng ta khi mà nhận biết, nhận thức rồi thì rất có thể chúng ta sẽ phát sinh, đúng không ạ? Những cái gì ạ? Sự thích thú, cái sự quan tâm đối với cái sản phẩm đó. Thí dụ như là bạn chưa có nhu cầu gì cả, bạn không hề có bất cứ một cái mảy may, một cái suy nghĩ nào. Thế nhưng bạn tiếp xúc với tôi, đúng không ạ? Bạn nghe tôi nói về những điều rất hay ho trong bán hàng trực tuyến. Bạn nghe tôi nói về những cái case study thành công, những người đang bán hàng, những người đang kiếm tiền, họ làm như thế nào. Và bạn nảy sinh ra cái nhu cầu, ồ, vậy thì tôi phải làm gì? Tôi phải làm thế nào để tôi có kỹ năng đó? Tôi phải làm gì để tôi bán được hàng? Và tôi làm gì để tôi kiếm được tiền? Đó thì người ta gọi nó là interest, đúng không ạ?